Vâng, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với xưởng chiếu ngựa cao cấp của chúng tôi. Và ngày hôm nay thì xưởng bọn em xin giới thiệu cho tất cả quý vị khách hàng là hai tấm chiếu ngựa, hàng là một tấm một chiếu, chất liệu là gỗ cẩm hồng nguyên khối. Đấy, rất là đẹp. Đấy, quý vị có thể xem. Và cái bộ sản phẩm này của bên em thì đầu tiên này thì có kích thước là chiều dài là 3m40. Đấy, và độ dày là 20 phân. Đó, độ dày là 20 phân. Và cái hàng này thì là chiều rộng của nó thì có hai đầu. Rộng đầu bên này thì nó sẽ rộng hơn là 1m73. Này, em có ghi đây là 1m73 này. Đấy, rộng bên này là 1m73. Và chiều rộng bên kia thì là 1m57. Đó, 1m57. Đấy, bây giờ phải xem. Rất là đẹp. Vì cái hàng này của bên em thì em lấy luôn cả cái phần ngoài vỏ này. À, mình lấy thêm cả phần vỏ này thì mình kê một tấm một chiếu thì nó rất là đẹp. Đó, em lấy cả vỏ luôn. Đây, quý hàng để xem. Em quay rất là từ từ nhá. Đấy, chiều dài là 3m40 và độ dày là 28 phân. Thì cái bộ sản phẩm này của em thì em bán hoàn thiện đầy đủ thì là 110 triệu đồng. Đấy, 110 triệu đồng. Hàng là tấm sỉ, tấm đẹp. Đấy, tấm sỉ, tấm đẹp. Đây, quý hàng để xem giúp em. Đấy. Và cái hàng này em cam kết là 100% là nguyên khối. Nguyên khối từ cây xẻ ra chứ không phải là có đống bê tông gì cả. Đấy, nên cái quý hàng là lên tất cả quý vị khách hàng là yên tâm về chất lượng, yên tâm sử dụng. Đó. Đây, em quay đây. Và ở tất cả các đầu của bên em thì đều gông đầu toàn bộ này. Đấy, có gông đầu đây. À, quý hàng thấy xem. Có gông đầu lỗ tròn toàn bộ. Đấy, rất là đẹp. Đấy, và hàng này của bên em thì là tuyệt vời luôn. Và tiếp theo là em sẽ quay phần mặt vân này. Đấy, mặt vân này. Đấy, mặt vân đây. Để hiện tại là em đang quay ở trong trong xưởng ở bên trong thì lên là nó chất lượng ánh sáng thì nó không đủ. Nhưng mà vân các thứ này nhìn nó rất là rõ. Đấy, các bác quý vị có thể xem. Vân chủ yếu nó là vân sọc dưa. Đấy, bởi vì là cái cây này nó là gốc. Đấy, cái cây này là nó ở gốc cây nên là nó rất là giá trị. Vừa giá trị mấy cái gỗ nào nó ở gốc cây thì nó rất là to. Mấy cả là chất lượng. Đấy, mấy cả cái độ có bền của nó rất là tuyệt vời. Đấy, cái độ bền này. Và đặc biệt đây cũng là một gỗ quý của bên Nam Phim, nó là gỗ cẩm hồng. Đấy, bác là muốn mua thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0964 555 692. Và đấy, sở em ngụ tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Mọi người qua đây liên hệ trực tiếp với em. Đấy, các bác có thể xem. Đây. Và rộng bên này là 1m73 và rộng bên kia là 1m57. Độ dày là 28 phân. Dài là 3m4. Hàng là một tấm một chiếu thì em bán với cái giá là 110 triệu đồng. Đó. Đấy, rất là đẹp. Được chưa? Và tiếp theo thì em sẽ sang phần bên này. Đây. Sang tấm bên này. Đấy, rất là đẹp. Rất là tuyệt vời. À, đây là tấm tiếp theo. Tấm bên này của bên em thì là chiều dài là 3m41 và độ dày cũng là 28 phân. Đấy, và chiều rộng bên này thì là 1m51 và chiều rộng bên kia, à, tức là bên kia kìa, thì là 1m58 và bên em là lấy cả bìa. Đấy, lấy cả cái bìa bọc vỏ cây đấy, kiểu bìa đấy. Lấy cả bìa. Đấy. Lấy cả bìa thì mình kê là một tấm một chiếu thì nó rất là đẹp. Và độ dày là 28 phân. Dài là 3m41. Thì cái bộ sản phẩm này của em bán với cái giá là 105 triệu đồng. Đấy, hàng là tuyệt vời. Đây, em sẽ bỏ biển ra cho các bác xem. Vân veo. Rất là đẹp. Đấy. Các bác xem. Đấy, em sẽ đi một vòng. Và tất cả những cái tấm cây này của bên em thì đều là những cái tấm bên rìa chứ mọi người. Tấm bên rìa, tấm bên thịt thân. Đấy, nó có một bộ thì nó bám lỗi rất là ít. Đấy, nó bám lỗi một chút thôi. Đây là các bác yên tâm về chất lượng với cả cái phần đảm bảo
Đấy. Đấy, em cam kết là 100% là không đổ bê tông, hàng nguyên khối từ cây xẻ ra. Đấy. Chứ không phải là cái hàng ván ép linh tinh. Thì hiện nay trên thị trường có rất nhiều những cái hàng giả, hàng kém chất lượng. Đấy, thì các bác có thể là lưu ý giúp em mấy cái hàng rẻ, tiền nào của đấy thôi. Thì em sẽ nhắc cho các bác là như vậy. Đấy, bên em lấy cả bia này. Đấy, các bác xem. Đấy đây. Mình nhìn cái phần bia này của nó đã đi khối vân rồi. À, các bác nhìn xem giúp em. Đây, em sẽ giảm độ sáng một tí. Đấy, các bác nhìn thấy vân chưa? Đấy, vân đây. Đấy. Quay trong nhà này là nó hơi mờ một chút. Đó. Đây, có gông đầu đây, đầy đủ cả đây. Một cái lỗ tròn đây. Tất cả của em là bên em đều gông đầu, em cẩn thận, bên em gông hết. Đấy, tránh trường hợp sau này dùng nó lứt. Đấy. Mà cả gỗ này là nó khô rồi, em làm ở đây rất là khô rồi. Cái cây này của bên em thì là xẻ cách đây là 1 năm rồi. Đấy, và để hiện tại là đang làm lót các thứ là xong xuôi hết rồi. Và hiện tại là hai cái tấm này của em thì là chưa có chỗ. Đấy. Bác nào muốn mua thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 0964 555 692. Đấy, em vừa giảm độ sáng lên nhìn vân rất là nổi đây. Đấy, vân đây. Rất là tuyệt vời. Đấy. Rất là đẹp. Và em có hai bộ như thế này. Một bộ là 105 triệu và một bộ là 110 triệu. Đấy. Đấy, và bác nào thì ưng cũng như là muốn qua đây xem thực tế thì có thể là liên hệ với em. Đấy. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Và chúc tất cả mọi người là dồi dào sức khỏe và vận sự như ý. Đấy. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng.